Các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cái thiết bị đo điện mà đến từ Đức, thiết bị Testo 770. Thì Testo 770 này có 3 phiên bản là Testo 770 gạch 1, gạch 2 và gạch 3. Thì mỗi một phiên bản là nó có một số điểm khác nhau. Thì Testo 770 gạch 3 này là cái dòng ưu tú nhất trong Testo 770. Có nghĩa là Testo 770 gạch 1 thì nó có thể đo được những thông số cơ bản, ví dụ như đo dòng, đo áp hoặc là test điện trở, test thông mạch hoặc là đo công suất. Còn Testo 770 gạch 2 thì nó có thể đo được thêm là cái dòng mà dạng nhỏ hơn microampere. Còn Testo 770 gạch 3 thì nó có thể là có thêm một cái năng nữa, đó là có thể kết nối Bluetooth. Mình có thể kết nối Bluetooth vào cái phần mềm SmartGrab ở trên cái điện thoại hoặc là máy tính bảng để mình có thể xem những cái thông số đó ở trên phần mềm, hoặc là mình có thể xuất ra Excel hoặc là PDF luôn. Thì hôm nay tôi sẽ thực hành trên thiết bị Testo 770 gạch 3 để các bạn xem ha. Nếu mà ai có đang xài Testo 770 gạch 1 hoặc là gạch 2 thì cái tính năng nói chung hoặc là cái cách sử dụng thì nó cũng tương tự thôi, nó chỉ khác một số điểm mà nãy giờ tôi đã nói. Phụ kiện kèm theo máy nó gồm có quyển sách hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra thì nó còn thêm một cái quyển hướng dẫn sử dụng nhanh đó, để khi mà mình nhìn vô đây thì mình có thể sử dụng được thiết bị. Còn nếu mà về mà tìm hiểu một cách chi tiết và nắm rõ hơn thiết bị thì các bạn phải đọc cái quyển hướng dẫn dày này, nó đầy đủ chi tiết tất cả các thông số hoặc này kia. Còn đây là cái giấy test sức xưởng của thiết bị, thì đây là sketch test một số các thông số này, các bạn có thể thấy VCPAD đây ha. Đấy, thì thiết bị này sẽ sử dụng là 3 viên pin 3A. Mình có thể tháo cái mặt sau này gắn pin vô. Khi gắn pin thì mình lưu ý mình gắn cho đúng cực. Bây giờ thì mình sẽ nối dây vô để mình test thử luôn. Cái điểm đặc biệt của thiết bị này là ngoài đo được những cái thông số cơ bản của điện, ví dụ như là đo dòng, đo áp hay là test điện trở này kia, thì nó có thể đo được nhiệt độ. Nếu mà các bạn tùy chọn, các bạn mua thêm một cái đầu dò nhiệt độ, các bạn gắn vô đây, bạn rút cái dây mà đo áp ra và các bạn gắn cái cảm biến nhiệt vô đây thì các bạn có thể đo được luôn nhiệt độ. Đó là một điểm khá là đặc biệt đối với một cái thiết bị đo điện. Nói sơ về thiết bị luôn. Thì thiết bị có thiết kế là cái núm xoay ở phía trên, cái màn hình ở dưới ha. Đây. Ở đây thì chỉ có 5 phím thôi. Các cái phím select để mình lựa chọn các cái tùy chọn về cái render zero. Còn ở dưới đây là để mình là phím mi mắt để mình hiển thị giá trị mi mắt, hoặc là iris để mình kiểm tra cái dòng cái từ dùng trong máy biến áp. Còn đây là cái phím này để sáng cái màn hình. Đấy. Thì về cái cách đo những cái thông số như điện áp, dòng điện thì chắc là tôi không cần phải nói nhiều nữa, thì nó cũng giống như các thiết bị khác. Có nghĩa là mình khi mình cần đo dòng thì mình có thể là mình chỉnh qua cái dòng đây. Thì còn về cái ren đấy, cái cách chỉnh như thế nào, thì ví dụ như mình bây giờ mình đang có đo dòng nè, thì mình có thể là đo dòng một chiều hoặc là dòng xoay chiều, thì mình có thể nhấn cái phím select này để mình chọn ha. Ví dụ ở đây nó đang hiển thị là DC này là đo dòng một chiều đấy, AC là xoay chiều, DC là một chiều. Còn nếu mà mình chọn là auto ren luôn á, thì mình nhấn và giữ cái phím select này khoảng 2 giây. Đấy, là nó chuyển qua là auto ren luôn. Tương tự đối với các thông số khác, ví dụ như đó app hoặc là đó test điện trở cũng vậy các bạn ha. Ví dụ như đây, đó app nè, thì tôi nhấn một cái nè là AC là đo dòng xoay chiều. Điện áp xoay chiều. Một cái là đo điện áp một chiều, thì dưới đây các bạn có thể thấy này. Ở dưới đây là nó hiển thị luôn
cái range đo, ví dụ như là mình đo bao nhiêu volt đó, thì nó hiện giá trị trên đây rồi, nhưng mà ở dưới đây nó sẽ hiện cái mức luôn. Ví dụ như là đây, tôi test thử để các bạn thấy ha. Đây, bây giờ là tôi test điện áp. Đấy. Mình phải để cho cái đầu nó tiếp xúc tốt với cái điện áp thì nó mới lên được cái trị ha. Đó, ở dưới á, mức ở dưới là dòng điện, còn cái dòng ở trên nó là tần số ha. Đấy, đó là đo về dòng. Đó là về áp nữa các bạn. Tương tự mình có thể là đo các cái thông số khác. À, nó cũng tương tự vậy thôi. Cái cách chỉnh ren là tương tự như vậy hết, có nghĩa là mình, mà tốt nhất là mình nên để là auto đi để nó tự động nó chuyển ren cho nó dễ ha. Còn đây là cái phím min max là để hiển thị giá trị lớn nhất hoặc là nhỏ nhất ha. Đấy, hoặc là trung bình. Đấy, rồi còn cái phím inrush này là cái gì? Phím inrush này là dùng để đo cái dòng cái từ trong dùng trong máy biến áp. Khi mà các bạn gắn máy biến áp không tải vào trong cái lưới điện á, thì nó sẽ có cái dòng cái từ, thì khi mà cần đo cái dòng đó thì mình sẽ sử dụng tới cái chức năng inrush này. Thì cách đo thì mình sẽ chuyển về cái mức là A ha, chuyển về cái mức là A. Giờ mình chỉnh đây là nhấn cái phím select này, em chỉnh là auto đấy. Rồi thì khi đó mình kẹp cái kẹp này vô trong máy để mình đo cái dòng cái từ. Tuy nhiên ở đây thì tôi không có cái tải để mà tôi thử, thì tôi chỉ nói vậy thôi. Còn ở đây các bạn thấy có cái chữ IPO nè, có nghĩa là auto power off, có nghĩa là tự động, cái chế độ tự động tắt. Nếu mà các bạn để trong vòng, các bạn thấy là nó hiện chữ IPO trên đây, thì trong vòng 3 phút nếu các bạn không nhấn cái phím nào hết thì tự động cái máy nó sẽ tắt nguồn để nó tiết kiệm pin cho các bạn. Đây, còn nếu bạn không thích thì các bạn có thể tắt đi cái chức năng này. Đây, cái cách tắt cái chức năng này thì các bạn nè, tắt nguồn ha, các bạn nhấn giữ cái phím hold này bên bên hông nè. Rồi, các bạn mở lên nguồn lên. Đấy, nó sẽ tắt cái chế độ APO này cho các bạn, có nghĩa là bây giờ nó sẽ không tự động tắt nguồn. Đấy. Rồi. Thì như lúc nãy tôi có nói, cái điểm đặc biệt của cái thiết bị này là mình có thể kết nối bằng Bluetooth đối với một cái phần mềm. Phần mềm này là cũng của Testo, để các bạn có thể là xem cái giá trị ở trên cái phần nó hiển thị trên phần mềm này, hoặc là mình có thể là export ra Excel hoặc là PDF luôn. Đây, bây giờ tôi sẽ thử để các bạn thấy ha. Hay là em leo lên trên đi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà kết nối thiết bị này vào cái phần mềm SmartProp ở trên điện thoại. Thì đầu tiên là các bạn sẽ tải cái phần mềm này về. Thì nếu các bạn sử dụng điện thoại Android thì Android phải từ 4.3 trở lên. Còn nếu các bạn sử dụng điện thoại iPhone thì phải từ iOS 8.3 trở lên thì mới kết nối được. Thì đầu tiên các bạn vào Play Store đánh chữ SmartProp ha, đánh chữ SmartProp, rồi sau đó mình tải cái app đó về. Khi mà các bạn tải cái app đó về, rồi sau khi mà tải về thì các bạn vào cái phần mềm nó sẽ hiện này, SmartProp đây, các bạn nhấp vào đây ha. Rồi tiếp theo, cái bước tiếp theo là các bạn sẽ mở cái phần Bluetooth ở trên thiết bị của mình. Thì cái cách mở như thế nào? Đây, đầu tiên là các bạn tắt thiết bị đi, rồi các bạn nhấn và giữ cái phím mà nó có cái ký hiệu Bluetooth đây, bạn thấy không? À, nhấn và giữ ha, nhấn và giữ, sau đó đồng thời các bạn mở nguồn lên để cho màn hình nó hiện thì cái chữ CONN. À, bạn mở lên đây ha, đó nó hiện chữ CONN và có cái ký hiệu Bluetooth ở trên đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ đợi để cái phần mềm nó sẽ kết nối với thiết bị của mình. Đó, các bạn vào trong đây kiểm tra đây,
Testo 770 gạch 3 các bạn thấy không. Thì bây giờ các bạn đang thiết bị mình đang để ở cái mức là đo dòng, cho nên ở đây nó đang hiển thị là dòng DC đây ha. À đây là ampere đấy. Ờ, ví dụ như bây giờ các bạn chỉnh qua cái mức đo điện áp đi chẳng hạn trên máy, thì ở đây sẽ tự động nó sẽ hiện ra đấy, ở trên là volt nè, ở dưới là hertz đó. Và các bạn chỉnh qua cái mức tab để các bạn thấy, thì ở đây là nó đang là tự động, có nghĩa là cứ một giây là nó sẽ load giá trị về một lần đấy, các bạn có thể thấy. À, ví dụ như giờ tôi đo thì cái giá trị trên đây nó sẽ thay đổi như thế nào, các bạn có thể thấy trên cái phần mềm ha. Đấy các bạn có thể thấy không đó. Rồi thì sau khi mà nó hiển thị lên như thế này rồi, các bạn có thể export về cái dạng là CSV hoặc là PDF. Đấy, khi mà các bạn muốn export thì các bạn nhấn vào cái phím mũi tên lên này. Đấy, thì đây export PDF hoặc là Excel, CSV hoặc là JPG hoặc là CSV chẳng hạn. Đấy, rất là tiện dụng ha. Đấy, ví dụ như các bạn muốn tạo report còn export PDF thì bấm vô đây, tạo ra một cái report bằng file PDF cho các bạn. Đấy, rất là tiện dụng. Đấy, thì không phải thiết bị đo điện nào cũng có thể làm được điều này. Đấy, thì đây là một cái thiết bị mà có thể nói là cải tiến mới, và nó giá cả thì cũng rất là phải chăng, nên là nếu mà các bạn có nhu cầu mua thiết bị này, hoặc là các bạn đã mua rồi mà trong quá trình sử dụng có vấn đề gì, thì các bạn có thể liên hệ với công ty chúng tôi theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn các bạn.